Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người bốn mẫu ấm chén của nghệ nhân Tô Thanh Sơn. Và cái mẫu này là mẫu chuồn chuồn. Sản phẩm thì được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái bộ siêu to. Bộ này với cái ấm dung tích của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 500ml nước. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái dáng ấm như một cái siêu và có sử dụng một cái quai đồng. Hai mặt của sản phẩm thì có hình ảnh là con chuồn chuồn đây các bạn nhé. Và cái chất men này, cái chất men của cái bộ con chuồn chuồn này thì nó không quá bóng mà nó sẽ hơi sần sần. Đây là gì đấy này, cái chất men của cái sản phẩm này, của cái mẫu ấm chén này thì nó sẽ là hơi sần, nó không bóng loáng và cảm giác như là chúng ta đang nhìn vào một cái miếng kim loại ấy. Đây các bạn nhìn nhé. Và cái nắp của nó cũng khá là khít nhé, cái nắp cũng khá là khít. Đây các bạn nhìn thấy. Tất cả những cái ấm chén hỏa biến thì cái nắp nó sẽ không khít hẳn như ấm chén từ xa. Đấy các bạn lưu ý nhé. Và cái bộ này thì trong lòng chén nó có cái màu xanh như là màu xanh đại dương. Đấy, các bạn nhìn nó kết tinh lại rất là đẹp. Và riêng chiếc chén thì chỉ có một mặt có con chuồn chuồn thôi. Chén thì một mặt có con chuồn chuồn, các bạn nhìn nhé. Cái chất men này nó không quá bóng. Nhìn nó không khác gì như các bạn nhìn một cái thanh sắt ở bên ngoài. Đấy, cái chất men này nó rất là hay. Đây là chiếc đĩa lót của chén nhé. Đĩa lót của chén là hình tròn. Thì như các bạn nhìn thấy tại sao nó lại có hai màu, một màu đen và một cái màu nâu nâu. Thì cái màu đen nó là cái men lót. Men lót đó nhúng đầu tiên, sau đó mới nhúng vào cái men màu giống kim loại, màu nâu sần sần. Đấy, riêng cái mẫu này thì phải phủ hai lớp men. À, sang đến mẫu này là mẫu bốn cạnh. Mẫu bốn cạnh cũng sử dụng quai đồng. Đây các bạn nhìn nhá. Cái ấm này của nó cũng khá là lớn, dung tích khoảng tầm 480ml nước. Ở dưới của đáy ấm thì có triện logo của nghệ nhân Sơn. Tất cả những cái sản phẩm này chúng tôi đều ship toàn quốc. Và cái bộ này thì hai cạnh hai bên thì đều có hình ảnh con chuồn chuồn. Đây, hai cạnh hai bên đều có hình ảnh con chuồn chuồn. Để các bạn quan sát, bác nào mà thích cái kiểu màu hơi mộc mộc thì chúng ta có thể lựa chọn cái bộ ấm chén mà cái chất men nó giống cái màu men kim loại như thế này. Và cái bộ này thì có sử dụng cái đĩa lót là đĩa vuông vênh lên bốn góc. Đây, trên nắp của cái bộ này khá là khít. Đây các bạn nhìn này. Rót nước thì không bao giờ sợ cái vấn đề là nắp nó bị trôi nhé. Riêng hàng của nghệ nhân thì không sợ ở bị trôi mất nắp. Đây các bạn nhìn cái chén, cái màu xanh của nó hơi kiểu xanh dương dương, nhẹ nhàng. Và nó chảy cái men xuống bên dưới rất là đẹp. Đây là chiếc đĩa lót này. Đĩa lót này gọi là đĩa lót vuông vênh. Đĩa lót vuông vênh. Ở dưới đáy của mỗi món sản phẩm thì đều có in cái logo của nghệ nhân. Tất cả những cái sản phẩm này chúng tôi đều ship toàn quốc. Và các bạn nếu như quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo, số điện thoại đang gắn ở bên trên video. Các bạn nếu như mà comment ở dưới video này ấy, hoặc là bình luận ở dưới cái video tại YouTube thì thường thì rất ít khi sẽ nhận được cái sự trả lời, bởi vì chúng tôi rất ít khi là trả lời ở trên kênh YouTube. Thì các bạn nếu như thực sự quan tâm thì hãy gọi điện hoặc là nhắn tin. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và có thể là sẽ gửi thêm cho các bạn những cái mẫu sản phẩm ấm chén. Đây các bạn nhìn cái độ nghiêng nhé. Nghiêng hết cỡ là nước nó sẽ ra hết đấy. Cái nắp nó vẫn giữ nguyên. Nó không bị xê dịch hay là bị rơi nắp. Nó rất là chỉn chu. Sang đến mẫu này mình cũng thử nghiêng cho các bạn nhìn. Đấy, độ nghiêng này. Nghiêng rất là sâu rồi. Nghiêng ở cái tầm này là đã rót được hết nước ra rồi. Nhưng mà cái nắp nó vẫn không di chuyển. Đấy, khi mà chúng ta lựa ấm chén thì chúng ta để ý đến cái phần nắp ấy. Đây, mình sẽ rót thử cái bộ này là bộ giang tây. Dáng này là dáng giang tây nhé. Dáng tròn dẹt. Hai bên mặt thì đều có hình ảnh con chuồn chuồn. Cái hình ảnh con chuồn chuồn này là được khắc ở trên cái thành ấm nhé. Được khắc khi mà các bạn sờ vào nó sẽ hơi kiểu gồ gồ lên một chút. Cái màu của con chuồn chuồn này chính là cái màu đất đấy. Nó chính là màu đất. Cái phần màu không được phủ men vào. Đấy, nó là cái màu nguyên bản của đất. Đấy, các bạn nhìn này. Khi mà rót nước này, cái nắp vẫn giữ nguyên nhé. Nghiêng rất là cao rồi, nhưng mà độ nghiêng rất là lớn, nhưng mà cái nắp vẫn không di chuyển hay thay đổi gì cả. Khi mà các bạn mua ấm chén thì các bạn lưu ý cứ mua chọn những cái bộ nào cái nắp nó phải chắc chắn một chút, nó không bị xê dịch quá nhiều. Đây là gì đấy này. Đấy, các bạn nhìn cái chất men của cái sản phẩm này rất là độc đáo nhé. Nếu như mà các bạn ở Hà Nội, các bạn mà muốn mua sản phẩm trực tiếp thì các bạn có thể qua địa chỉ là mình sẽ để ở cái mục mô tả của video hoặc là cái phần bình luận. Các bạn bấm xuống phần bình luận là sẽ thấy cái địa chỉ mình gắn ở bên dưới là tại Hà Nội hoặc là tại Hải Phòng.
Đây các bạn nhìn hình ảnh con chuồn chuồn rất là độc đáo. Đấy. Cái chất men này nhá, cái riêng cái chất men ở trong lòng chén này các bạn dùng thoải mái, không sợ bị bám cặn trà. Không sợ bị bám cặn trà bởi vì nó rất là bóng. Cặn trà sẽ không bám được lâu như thế, chúng ta chỉ cọ đi cái là sạch luôn. À, sang đến mẫu này là mẫu siêu nhỏ. Cái dáng siêu nhỏ này thì nó đứng và nó đứng cái ấm và nó gầy, nó không phình ra. Đây các bạn có nhìn thấy mình rót nước này. Và cái mẫu này thì cũng sử dụng một cái quai đồng đúc to, một cái quai to. Đấy, nghiêng ấm ở cái độ nghiêng rất là lớn rồi nhưng mà ấm vẫn không thay đổi. Và cái ấm này thì cũng hai mặt của ấm thì đều có hình ảnh con chuồn chuồn. Hai mặt của ấm thì đều có hình ảnh con chuồn chuồn nhé. Trên chén thì chỉ có một mặt con chuồn chuồn thôi, còn riêng trên ấm thì có hai mặt đều có hình ảnh con chuồn chuồn hết. Để mua được hàng chuẩn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn thì các bạn khi mà lật ở dưới đáy của ấm hoặc là chén lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái logo hình ảnh con chuồn chuồn. Thế nên là các bạn lưu ý nhé. Các bạn có thể xem thêm nhiều video nữa tại YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.